Chào các bạn, mình đang giới thiệu đến các bạn con máy scan mặt phẳng của hãng HP, model là HP Scan ZG 3110. Cái model 3110 này nó có tới hai phiên bản nha các bạn. Cái phiên bản đời đầu á là thiết kế cái nút nguồn nằm bên hông này, còn cái phiên bản đời mới sau này á thiết kế nút nguồn nằm trên này, công tắc nguồn trên đây này. Nó hỗ trợ là scan hình ảnh, chung là cái dòng này dòng đời mới nên là nó xử lý nó được thiết kế cái bo mạch với cái đèn quét, nhìn chung là kiểu dáng như nhau thôi nhưng mà thiết kế nó có nâng cấp về bo mạch với đèn quét, nó cho hình ảnh trung thực hơn nữa dòng đời cũ một chút, và nó hỗ trợ hai dòng đều có hỗ trợ scan phim hết các bạn. Dòng này sau này nó cũng hỗ trợ scan phim luôn này. Bây giờ mình sẽ scan thử cái ha, scan thử cái tường địch. Mình thấy chữ lượng hình ảnh rất là tốt các bạn. Đây mình xóa cái hình ảnh trước đó đi, mình scan lại cái nha. Cái điện thoại quay hơi mờ các bạn thông cảm nhé. Cái dòng thế hệ mới này nhìn chung là nó cho hình ảnh chất lượng tốt nữa các bạn. Máy đang chạy đó. Các bạn làm bên đồ họa xử lý ảnh in hình thẻ thì dùng con này là quá ok rồi. Và nó hỗ trợ scan phim luôn, nó phim cái phim 3.5 nó chụp hình nhé. Là nó scan được luôn. Nhìn chung là cái chất lượng hình ảnh của dòng này mình thấy rất là tốt. Không phải là bán là khen đâu nhưng mà thực sự chất lượng hình ảnh của cái thế hệ đời sau này nó tốt hơn cái đời đầu nhiều. Đời đầu chủ yếu dùng để scan văn bản là chính thôi, nhưng mà thế hệ sau này thì nó hỗ trợ tốt bên đồ họa, hình ảnh nó trung thực, màu sắc nó tươi sáng, rất là đẹp. Cái điện thoại nó quay hơi mờ các bạn thông cảm nhá, nhiều lúc cũng phải nhắc đi nhắc lại các bạn sợ tường ấy, chứ thực ra hình nó scan đẹp lắm. Cái vết này là cái vết màn hình mình nó bể này, chứ không phải là cái bảng scan nó bị lỗi đâu các bạn nhé. Mình sẽ scan tiếp một bản scan khác nha. Rồi, mình scan tiếp một cái tờ địch này. Điện thoại quay đã mờ, gặp cái màn hình lại bể. Nên là cái chất có thể các bạn sẽ thấy nó không đạt như ý các bạn đâu. Nhưng mà mình thì chuyên bán máy in, máy scan nên mình đảm bảo cái gì mình đã đảm bảo tốt là tốt các bạn ạ. Mình có nói là scan đồ họa tốt là sẽ tốt. Thì không có nói bậy được. Nó xấu thì phải chê, nó đẹp thì phải khen. Đó. Cái điện thoại nó nét hơi chậm. Thực tế hình ảnh ngoài nó tươi sáng lắm các bạn. Các bạn thấy không? Màu sắc cái màu vàng nó lên rất là tươi này, các bạn thấy này. Còn thứ đá màu đỏ này cũng không phải đỏ đâu, cái chữ thọ này mà là màu đỏ này. Đỏ cờ, đỏ tươi này. Còn cái chữ số 22 này nó cũng là màu sẫm sẫm thôi chứ không phải là đỏ tươi, đỏ cờ. Cái chữ thọ đỏ cờ các bạn này, mà thấy không, màu rất là tươi. Trông đẹp lắm các bạn ạ. Rồi, mình đã giới thiệu đến các bạn con máy scan mặt phẳng HP G3110 dòng thế hệ mới về sau. Các bạn có nhu cầu liên hệ với bên mình. Website bên mình là máy in đây, website bên mình là mayinvuza.com. Các bạn có thể lưu lại thông tin cần máy in, máy scan gì có thể vào đây tham khảo website bên mình. Mayinvuza.com. Đó. Chuyên cung cấp máy in, máy scan. Các bạn cần thì liên hệ với bên mình. Chào các bạn.